Tom, skip đi. Chúng tôi đang nhìn vào màn hình cảnh báo thời tiết. Thời tiết không thay đổi. Các anh gặp rắc rối lớn rồi. Quay về ngay lập tức. Tuyết lở. Đón xem Bão Tuyết phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 2011 trên Today TV.